Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Chấm dứt tình trạng đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Phụ nữ đồng hội hưởng ứng tháng văn minh đô thị năm 2018. Chuyên mục những bông hoa đời thường có phóng sự, nơi sẻ chia, tương trợ lẫn nhau. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu 4 vừa tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị quý 1 năm 2018 tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Trạch và Trung đoàn Bộ binh 996. Nội dung kiểm tra tập trung vào hoạt động công tác tuyên huấn, công tác tổ chức, công tác dân vận và kết quả triển khai thực hiện hệ thống văn kiện công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị. Nhìn chung, các cơ quan đơn vị đều quán triệt triển khai công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đúng kế hoạch, kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng quý, có nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo cơ quan đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, chấp hành nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Hệ thống sổ sách công tác đảng, công tác chính trị được cập nhật đăng ký kịp thời. Qua kiểm tra, đoàn công tác lưu ý các cơ quan đơn vị cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng, tăng cường công tác tổ chức xây dựng đảng, duy trì và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới và tổ chức triển khai các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban kinh tế xã hội quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018. Quý 1 năm 2018, tình hình kinh tế xã hội của huyện Tuyên Hóa duy trì và phát triển ổn định. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp tăng 4,2% so với cùng kỳ. Trong quý 1 đã xử lý 21 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu hơn 33 mét khối gỗ các loại. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí đạt được toàn huyện lên 237 tiêu chí, bình quân đạt 12,5 tiêu chí trên một xã. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 12,2 tỷ đồng, đạt 24,4% dự toán năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quý 2 năm 2018, huyện Tuyên Hóa tập trung chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ cây trồng và thu hoạch vụ đông xuân, chuẩn bị sản xuất vụ hè thu, tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu nợ đồng thuế, kịp thời giải quyết hồ sơ, chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình đã và đang triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để rõ hơn về những giải pháp mà Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình đã và đang triển khai, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã phỏng vấn ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn. Thưa ông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền như thế nào để ngư dân tuân thủ nghiêm các cái quy định về chống khai thác bất hợp pháp, khai thác không báo cáo và khai thác không theo quy định ạ? Về triển khai công tác tuyên truyền này, triển khai cái chỉ của tỉnh 94 của Ủy ban Nhân tỉnh về kế hoạch kiểm soát việc khai thác cát bất hợp pháp không theo quy định, không khai báo theo cái khuyến cáo của châu Âu, thì ngày 21 tháng 1 2018 là quyết định 94 được Ủy ban tỉnh ban hành. Quảng Bình là cái tỉnh mà đầu tiên ban hành quyết định này. Về công tác tuyên truyền thì trong kế hoạch ghi rất rõ là Sở Nông nghiệp sẽ tổ chức tập huấn cho các cán bộ cơ sở của cấp huyện, cấp xã hiểu rõ thế nào là khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không đúng quy định, và tiếp đó là triển khai cho các huyện là trên cơ sở các nội dung đó tổ chức cho từng ngư dân, từng chủ tàu một để tuyên truyền bà con hiểu rõ các quy định này. Riêng Sở Nông nghiệp sẽ có ban hành các văn bản, các tờ rơi và trực tiếp tổ chức tuyên truyền những cái đối tượng mà tàu cá
là có cái quy mô sản xuất lớn tham gia vùng biển xa, các tổ trưởng tổ biển xa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sở phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong cái việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tàu cá như thế nào? Trong cái trường tư cũng nêu rất rõ là nhiệm vụ phối hợp giữa Sở Nông nghiệp với lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương trong thực hiện thì cái trường tư gắn tỉnh. Trong đó là Sở Nông nghiệp sẽ là đầu mối chủ trì để tổ chức kiểm tra kiểm soát cũng như là vấn đề tuyên truyền theo đúng chức năng nhiệm vụ đã phân công tại quyết định 29 phân cấp quản lý nghề cá. Trong đó là lực lượng biên phòng là kiểm soát về mặt an ninh trật tự. Còn đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trực tiếp là chi cục thủy sản sẽ quản lý kiểm soát ở vùng lồng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sẽ quản lý ở vùng ven bờ. Quá trình phân cấp này, tuy nhiên khi có diễn biến xảy ra thì các lực lượng sẽ hỗ trợ nhau để tăng cường sức mạnh trong kiểm tra kiểm soát. Đặc biệt là đối với các hành vi vi phạm, xâm phạm vùng biển nước ngoài, sử dụng chất nổ, súng điện, tàu giả cao khai thác ven bờ, làm ảnh hưởng đến nguyên liệu thủy sản cũng như là tài sản của bà con nhân dân trong tỉnh ta. Đẩy mạnh cái công tác thanh tra kiểm tra và đặc biệt là xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp và khai thác không theo báo cáo, khai thác không theo quy định được sở thực hiện như thế nào? Theo chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ cũng như chỉ đạo Ủy ban tỉnh, tất cả các cái vi phạm về khai thác bất hợp pháp, không khai báo không theo quy định sẽ được tổ chức kiểm soát và nếu phát hiện thì xử lý ở mức cao nhất. Việc triển khai cụ thể kiểm tra kiểm soát này là theo cái trình tự là Sở Nông nghiệp đã thành lập văn phòng đại diện kiểm tra kiểm soát nghề cá của tỉnh Quảng Bình. Trong đó có hai tổ kiểm tra kiểm soát tại hai cảng cá Nhật Lệ và Sông Danh và ba tổ kiểm tra kiểm soát tại ba cửa sông là sông Nhật Lệ, sông Danh và sông Ròn. Đối với cảng cá thì tập trung kiểm tra sản phẩm tàu cá được khai thác cho đúng mùa vụ, đúng kích thước theo quy định và việc khai báo ghi nhật ký khai thác đầy đủ. Đối với ở cửa sông thì kiểm tra đầy đủ các giấy tờ về đăng ký đăng kiểm, giấy phép khai thác, an toàn kỹ thuật của tàu cá cũng như ngăn chặn tình trạng sử dụng mìn, súng điện để đưa ra biển khai thác bất hợp pháp. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn vừa rồi ạ. Bây giờ là những thông tin thời tiết đầu tiên trong ngày hôm nay. Dự báo thời tiết ngày 9 tháng 4. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm 60 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm 65 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm 63 đến 98%. Dự báo thời tiết biển, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ, độ cao sóng từ 1,25 đến 2,25 m. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Phụ nữ Đồng Hới hưởng ứng tháng văn minh đô thị năm 2018. Chuyên mục Những bông hoa đời thường có phóng sự, nơi sẻ chia, tương trợ lẫn nhau. Nằm trong chuỗi các hoạt động của tháng văn minh đô thị Đồng Hới năm 2018, các địa phương đơn vị đoàn thể ở thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chung tay xây dựng thành phố Đồng Hới sáng xanh sạch đẹp. Điển hình là cả cấp hội phụ nữ từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều hoạt động thiết thực như phát động phong trào thi đua dân vận khéo, chung tay xây dựng nhà sạch, ngõ đẹp, phố văn minh. Gần với thực hiện nghị quyết số 05 của Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh đô thị Đồng Hới giai đoạn 2016-2020, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua của hội. Các tổ chức hội cũng tổ chức ký cam kết tuyên truyền để người dân thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa trên các tuyến đường trong khu dân cư, đặt thùng rác tại các tuyến đường, tổ dân phố, cơ quan, trường học nhằm tạo mỹ quan đô thị và hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định của các hộ dân cũng như người qua đường. Hôm qua ngày 8 tháng 4, Ban Quản lý Dự án Quản lý Thiên tai VGB5 tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đức Ninh tổ chức diễn tập phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Tại buổi diễn tập, từ tình huống giả định, nhận được công điện khẩn về ứng phó khẩn cấp với cơn bão sắp đổ bộ vào và có mức độ nguy hiểm, xã đã chỉ đạo nhân dân tổ chức sơ tán,
di dời người dân và học sinh trong vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn, gia cố các công trình phòng chống thiên tai, tổ chức trang trọng nhà cửa, tìm kiếm cứu nạn người dân bị nước cuốn trôi. Tất cả những tình huống này đều được Ban Quản lý Dự án Quản lý Thiên tai VKB5 và Ủy ban nhân xã Đức Ninh triển khai bằng các hoạt động thực tế. Buổi diễn tập đã cung cấp những kiến thức kỹ năng hữu ích cho Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt xã và thôn, giúp họ nâng cao năng lực về tổ chức, chỉ huy và điều hành các tình huống phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, buổi diễn tập còn tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, làm tổ công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra và phát huy khả năng huy động sức mạnh tổng hợp theo phương châm 4 tại chỗ cho công tác phòng chống thiên tai tại địa phương. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã khuyến khích, tạo điều kiện hướng dẫn bà con nông dân tận dụng nhiều diện tích đất bỏ hoang, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây hoa màu, tăng thu nhập kinh tế gia đình. Với phương châm không để bỏ trống ruộng đất, vụ đông xuân năm nay, các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã tạo điều kiện khuyến khích bà con nông dân trồng được 250 ha ngô, 750 ha cây khoai lang, 550 ha sắn, 575 ha lạc, 60 ha ớt cùng nhiều loại cây rau màu ngắn ngày khác, tập trung ở các địa phương như xã Quảng Châu, Cảnh Hòa, Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Hợp, Quảng Kim. Để đảm bảo năng suất, sản lượng theo kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các ban ngành chức năng các địa phương hướng dẫn cho bà con nông dân cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng theo đúng quy trình kỹ thuật. Tại huyện Bố Trạch, nhằm giúp người dân phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương mình, chính quyền xã Văn Trạch đã chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển các mô hình kinh tế trang trại gia trại. Qua quá trình triển khai cho thấy hiệu quả cao hơn gấp từ 3 đến 5 lần so với trồng lúa. Năm 2004, nhận thấy một số diện tích đất nông nghiệp trồng lúa một vụ ở vùng trũng thấp bị nhiễm mặn, sản xuất bấp bênh, hiệu quả mang lại không cao. Xã Văn Trạch đã triển khai chủ trương và tổ chức chuyển đổi sang cho các hộ dân có nhu cầu phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Hội nông dân xã cũng trực tiếp tuyên truyền, định hướng cho người dân phát triển các loại vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện địa phương để người dân đầu tư phát triển kinh tế. Đến nay, qua hai lần chuyển đổi, toàn xã Văn Trạch đã có 35 hộ dân nhận đất làm kinh tế trang trại, gia trại với tổng diện tích 30 ha. Mỗi năm, các trang trại gia trại nhỏ cũng cho lãi hơn 100 triệu đồng. Một số trang trại có quy mô lớn hơn cho thu lãi từ 300 đến 400 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với thành công của 3 mùa trước, thử thách Tú Lan năm 2018, cuộc đua sở hữu hành trình kỳ tính nhất, độc đáo nhất Việt Nam, đã đưa người chơi vượt qua nhiều khó khăn thử thách trên những địa hình hiểm trở của hệ thống hang động Tú Lan ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, để lại những ấn tượng và trải nghiệm khó quên. Chương trình thử thách Tú Lan 2018 được công ty Osalit tổ chức hàng năm. Đây là cuộc đọ sức của 10 đội đua với hơn 100 người chơi tham gia. Ngày đầu tiên với tên gọi Hành trình rào nan, các đội chơi được tham gia trò chơi tập thể, giải câu đố trước khi đua về điểm xuất phát. Tại đây, mỗi đội sẽ được phát một chiếc thuyền nhôm đua từ hang chuột về đến đích là cầu Kim Bảng. Thử thách này khá khó với tổng chiều dài quãng đường lên đến gần 10 km, treo ngược dòng và phải đưa thuyền có một vài đoạn ganh thác hiểm trở. Cảm xúc của em thì rất là vui, rất là mệt và cảm thấy là tình đồng đội rất là cao. Sau cuộc đua này thì càng ngày mọi người càng thấy là sự đoàn kết là cái quyết định trong cái chuyện mà cuộc đua này. Không có đoàn kết thì chắc chắn là không thể vượt qua được hết như vậy. Ngày thứ hai của cuộc đua với tên gọi Chinh phục Tú Lan đã đưa người chơi vào một hành trình thực sự giữa rừng núi Tú Lan. Thành viên mỗi đội đã cùng nhau băng rừng, vượt suối, leo núi với tổng quãng đường hơn 17 km. Độ dài quãng đường của thử thách này dài hơn và khó khăn hơn, hiểm trở hơn rất nhiều so với ngày đua đầu tiên. Đòi hỏi sự khéo léo, bền bỉ, lòng dũng cảm của từng cá nhân cũng như tinh thần đoàn kết và sự phối hợp ăn ý của cả đội. Trong suốt chặng đường, người chơi sẽ được chiêm ngưỡng và trải nghiệm vẻ đẹp của núi rừng, sông suối và hang động. Vượt qua nhiều thử thách gay cấn, hấp dẫn, các đội đua đã về đích an toàn, để lại nhiều cung bậc cảm xúc và trải nghiệm khó quên. Trong đoàn, quan trọng nhất là mình lấy cái người yếu nhất là làm cái mục tiêu để mọi người cùng hỗ trợ. Và từ đó, mỗi thành viên là thay nhau để hỗ trợ cho hai thành viên yếu nhất. Thì lúc đó thì sẽ đẩy tốc độ của đoàn sẽ nhanh lên. Cảm giác của mình bây giờ là rất phấn khích và rất hạnh phúc. Vẻ đẹp của Tú Lan và vẻ đẹp của hang là cực kỳ tuyệt vời. Nhằm đảm bảo cho cuộc đua diễn ra an toàn, thông suốt
ban tổ chức chương trình đã tuyển chọn những người chơi có đầy đủ sức khỏe để có thể hoàn thành được các chặng đua đầy khó khăn thử thách. Bên cạnh đó, công tác hậu cần, các điều kiện về chăm sóc y tế, đảm bảo an ninh trật tự và quảng bá cho chương trình cũng được ban tổ chức chuẩn bị chú đáo. Đặc biệt năm nay, thử thách Tủ Lan có nhiều sự đổi mới hơn so với các năm trước. So với những năm trước thì chương trình thử thách Tủ Lan 2018 có một số điểm khác biệt, như là thay đổi điểm nghỉ trước khi vào chương trình. Đó là năm nay thì sẽ ở nhà dân địa phương và ăn cơm tối để chia sẻ những cái văn hóa cũng như là gắn kết giữa người chơi và người dân địa phương. Còn đối với ngày đua thuyền thì có sự thay đổi về chặng đường đua cũng như là khoảng cách đua. Còn ngày đua thứ hai thì cái khoảng cách băng rừng và lội suối thì nó sẽ phức tạp hơn và nó cam go hơn. Đi cùng với tiêu chí tạo ra một sân chơi tuyệt vời cho những tay đua mạo hiểm, thử thách Tủ Lan 2018 còn là nhịp cầu để kết nối người chơi với người dân địa phương, với các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Ban tổ chức chương trình cùng các đội đua đã dành kinh phí giải thưởng của chương trình để gây quỹ nhằm mục đích xây dựng 7 nhà nổi tránh lũ cho người dân thuộc diện khó khăn trên địa bàn xã Tân Hòa và khánh thành thư viện cho trường tiểu học số 2 Tân Hòa với trị giá 60 triệu đồng. Trước kia chưa có cái nhà thì đang còn vất vả, nhưng hôm nay có cái nhà đây thì gia đình đã cũng yên tâm rồi. Gia đình xin cảm ơn các nhà tài trợ. Với lộ trình được thay đổi qua hàng năm, cách thức tổ chức luôn được đổi mới. Năm sau thử thách khó khăn hơn năm trước. Chương trình thử thách Tủ Lan thực sự là một sân chơi kỳ thú dành cho những người đam mê mạo hiểm, khám phá thiên nhiên. Đây cũng là dịp để góp phần quảng bá văn hóa, tiềm năng du lịch của Quảng Bình đến với du khách trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, những phụ nữ đơn thân thường mặc cảm tự ti trong cuộc sống. Thấu hiểu điều đó, Tổ phụ nữ đơn thân ra đời nhằm tập hợp lắng nghe, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn và giúp các chị tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống. Trong chuyên mục Những bông hoa đời thường hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về những việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Tổ phụ nữ đơn thân thôn Tủ Loan 3, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch. Nhắc đến hoàn cảnh của người phụ nữ đơn thân Nguyễn Thị Hoa ở thôn Tủ Loan 3, xã Quảng Hưng, bà có lời xóm ai ai cũng không thể không đau lòng. Cuộc hôn nhân không hợp pháp đã để lại cho chị người con gái bị khuyết tật bẩm sinh. Không có người đàn ông làm trụ cột, cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn. Thấu hiểu và sẻ chia được những khó khăn mà chị Hoa đang gặp phải, Tổ phụ nữ đơn thân thôn Tủ Loan 3 đã tổ chức họp bàn và quyết định trích số tiền mà các thành viên tiết kiệm được để hỗ trợ cho gia đình. Gạt đi những lo toan bổn bề trong cuộc sống, chật vật trong chi tiêu hàng ngày, các thành viên luôn sẵn sàng đóng góp một phần thu nhập của mình để giúp đỡ cho chị Hoa với suy nghĩ một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bên cạnh đó, Tổ phụ nữ đơn thân thôn Tủ Loan 3 cũng thường xuyên về tận nhà để hỗ trợ chị Hoa công việc gia đình và tăng gia sản xuất. Trong cái quá trình hoạt động thì chị em là coi như là động viên nhau, là coi như là xây dựng quỹ tiết kiệm hàng tháng, là cứ mỗi chị em là nộp 200, và những chị em nào khó khăn về con vốn thì chị em chúng tôi giúp con vốn, khó khăn về là chăn nuôi để ra phát triển kinh tế thì chị em giúp lân đạm, rồi giúp tiền cho con ăn học. Tổ thì mới thành lập cách đây được 3 năm, nhưng là chị em đã tự giúp nhau trong cái khi ốm, khi đau, khi công việc, rồi là khi cấy hái ruộng đồng. Mặt khác, tổ cũng đã góp phần trong là các phong trào của thôn để là xây dựng nông thôn mới. Giúp đỡ cho người nghèo để ai cũng có cơm ăn, áo mặc là một trong những nội dung trọng tâm mà Tổ phụ nữ đơn thân thôn Tủ Loan 3 tuyên truyền vận động các thành viên thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng nhiều hình thức tiết kiệm như nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, tổ đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho những chị em phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ cũng trích ra nhiều ngày công lao động để hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế.
các hoạt động của tổ phụ nữ đơn thân chi hội thôn ba đã cùng với địa phương thực hiện cái nhiệm vụ giảm nghèo trên địa bàn xã nhà. Và ngoài ra thì càng thông qua các hoạt động của tổ phụ nữ đơn thân á là tạo được cái phong trào tương thân tương ái, rồi chị em tham gia vào tổ á là luôn luôn gắn kết gắn bó với nhau. Sắp tới đây thì tổ phụ nữ đơn thân thôn Tú Lan Ba sẽ là tiếp tục vận động những cái chị em xung quanh là cộng đồng cũng là tham gia và hùn vốn vào để là chị trong cái tổ của tổ phụ nữ đơn thân là có là kế hoạch để giúp cho những chị em đơn thân là có hoàn cảnh khó khăn là mua con giống phát triển kinh tế để là thoát nghèo bền vững. Những việc làm của tổ phụ nữ đơn thân thôn Tú Lan Ba là hành động thiết thực, không chỉ thể hiện được tinh thần tương thân tương ái mà còn giúp nhau trong xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống của chị em phụ nữ vùng nông thôn. Phần của chương trình Quảng Bình ngày 10 sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm tình hình trật tự an toàn giao thông. Với sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng chức năng cùng với ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân, từ 15 giờ ngày 7 tháng 4 đến 15 giờ ngày 8 tháng 4, toàn tỉnh không có tai nạn giao thông cũng như ùn tắc giao thông xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản 73 trường hợp vi phạm luật giao thông, dự kiến phạt tiền khoảng 75 triệu đồng với các lỗi chạy quá tốc độ quy định 33 trường hợp, chở người ngồi trên buồng lái quá số lượng quy định 5 trường hợp, không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau 8 trường hợp, xe ô tô sử dụng lốp không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật 8 trường hợp, tự ý thay đổi kích thước thùng xe không đúng kích thước của nhà sản xuất 5 trường hợp, quá nồng độ cồn quy định 5 trường hợp, các lỗi khác 9 trường hợp. Người điều khiển phương tiện hãy làm chủ tốc độ và chú ý quan sát khi tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và cho người khác. Thưa quý vị và các bạn, có tuần làm việc mới hiệu quả và luôn an toàn khi đi lại trên các tuyến đường. Thời gian qua, tình hình an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt có nhiều diễn biến phức tạp. Tai nạn chủ yếu giữa tàu hỏa với ô tô, tàu hỏa với mô tô, xe gắn máy. Trên 90% số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại những đường ngang không người gác và các lối đi dân sinh. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, trên những đoạn đường bộ giao nhau đồng mức với đường sắt thì phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước. Để đảm bảo an toàn khi vượt qua đường sắt, người tham gia giao thông cần tuân thủ. Tại đường ngang đường sắt có dàn chắn, cần chắn. Khi dàn chắn, cần chắn đang di chuyển hoặc đã đóng, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách dàn chắn, cần chắn tối thiểu 3 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cần chắn, khi đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cần chắn, đèn tín hiệu và chuông báo động, người và phương tiện đường bộ phải dừng lại và quan sát cả hai phía. Nếu có tàu đang đi tới thì phải dừng lại đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 3 mét, chỉ cho phép người đi bộ, xe đạp, mô tô, xe máy, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2,5 tấn qua lại. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng nhỏ hơn 3 mét, cấm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua lại, trừ mô tô, xe máy. Người và phương tiện đường bộ đến các vị trí này phải chú ý quan sát cả hai phía, chỉ vượt qua đường sắt khi chắc chắn không có tàu đang tới. Hãy biết dừng đúng lúc khi qua đường sắt. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết của ngày hôm nay. Dự báo thời tiết ngày 9 tháng 4. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm 60 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm 65 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm 63 đến 98%. Dự báo thời tiết biển, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 giật cấp 6, biển động nhẹ, độ cao sóng từ 1,25 đến 2,25 m. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 19 ngày 10 tháng 4, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 60 đến 98%.